Malaysia vào buổi tối là nó như vậy đó. Cái đường này nó vắng á, mình đi đường trong Malaysia nó vắng, ra ngoài quốc lộ thì nó nhiều hơn. Bây giờ vợ chồng mình đi mua một ít trái cây. Sáng nay thì chồng mình phải dậy sớm đi Singapore làm rồi á, nên giờ đi mua trái cây vào buổi tối. Bình thường cái chuyện trái cây này mình đi mua ở cái chợ mà kêu là gì ta, chợ đầu mối á, chợ đầu mối á, nó bán lại có trái cây có cá rồi luôn, bán nhiều thứ lắm. Mà hôm nay là chủ nhật á, hình như là thường 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 nhớ là chủ nhật á, cái tiệm cá ở trong á nó không có mở cửa, nên bây giờ mình chạy mình mua cái mấy cái quầy trái cây ở phía ngoài, cái cặp ngoài đường nó bán trái cây nhiều lắm mà bán rẻ nữa. Bây giờ thì mình đi mua trái cây. Bây giờ mình tới rồi nè, cũng còn đông người ghê. Cái chỗ này là kêu là Bình Định, Pasar Porong Bình Định City. Bye bye, xin chào tạm biệt.